xin chào tất cả cô chú và anh chị em đã đến với kênh Rồi Được Cũ ha. Đó, hôm nay em soạn được mới đơn hàng trái cháo cho anh em mình. Đó, lên đơn cho anh em mình trái cháo nữa anh em. Đó, tiếp tục lại hàng trái cháo anh em. Hôm qua thì bán hàng thanh lý, hôm nay bán hàng trái cháo cho anh em mình ha. Rồi, trước mặt em lại hai cái mặt âm ly nè anh em. Đó, mấy cái tụ với mấy cái còi này anh em. Đó, chép ok cho anh em. Đó, khá là nhiều chép ha. Nè, máy khoan, có hai cái máy khoan như thế này anh em. Đó, lò ok chưa? Bát 20, 25. Đó. Ok chưa? Bát 40. Nè, bát 40 khung nhôm anh em. Đó, có rất nhiều anh em mình hỏi bát 40 ha. Đây, có kim luôn, cái cặp vỏ thùng 40 cho anh em mình luôn. Cặp vỏ thùng nỉ còn rất là ok. Đó, còn xịn sò anh em, chỉ bụi dơ thôi, không vấn đề gì hết ha. Cặp vỏ thùng của BM. Đó, cặp lo heo, cặp lo của Sony 710S, mấy cái đầu đĩa như thế này. Cặp vỏ của đàn ông anh em. Đó, ok chưa? Rồi, không nói dài dòng nữa. Em sẽ dựng máy và báo giá từng đơn cho cô chú và anh chị em mình chốt đơn trái cháo ha. Trước khi vào video thì em xin chúc cho tất cả cô chú và anh chị em mình trên mọi miền Tổ quốc một ngày mới thật nhiều sức khỏe và nhiều thành công trong mọi công việc ha. Đó, clip em lên hôm nay là ngày 16 tháng 10 năm 2024 anh em. Rồi, không nói dài dòng nữa, hôm nay đảo lại đồ trái cháo cho anh em mình anh em. Đó. Rồi, mã đầu tiên của em là lên này đi anh em. Đó, lên cái hai cái vỏ, hai cái mặt âm ly anh em. Hai cái mặt âm ly như thế này. Đây là Calisu vậy anh em. BR 4800B anh em. Mặt mài thì rất là xét xẹt anh em, nhưng mà nút ná thì còn ok, rất là ok anh em. Nè, mặt thì ok lắm, xanh anh em. Đó, mặt xanh ha. Thì như thế này thì bán cho anh em mình về lấy linh kiện làm gì làm hết anh em ha. Còn cái này thì nó mất hết nút anh em, còn có một hai nút à. Rồi con này thì là Torimi anh em. Đó, tình trạng mặt thì cũng còn ok nhưng mà nút thì mất anh em. Đây, con này thì nó có con IC là 0306 anh em. Đó, ok chưa? Anh em mình thấy không? Đó, vỉ mặt thì như thế này. Rồi ok, hai cái mặt này thì em lên giá yêu thương cho anh em mình anh em. Đó, cho anh em mình về lấy linh kiện ha. Rồi ok, mã này thì em sẽ nói tiếp với mã hôm qua luôn anh em. Đó, mã hôm qua mã cuối là 40 thì em lên mã này là mã 41 nè. Đó, 41 để cặp này cho anh em với giá là 100k anh em. Đó, ok chưa? Cho anh em mình về lấy linh kiện ha. Rồi 41 100k đã đi qua. Tiếp tục với mã tiếp theo anh em. Đây, mã tiếp theo của em là lên này. Lên hai cái bao tụ như vậy anh em. Đây, Samba One 10.000 UF. Nè, tụ rất là đẹp, hai tụ rất là to anh em. Đó, có luôn cái vỉ mạch như vậy. Nhưng mà riêng cái này không có gờ lan anh em. Nè, đó, vỉ mạch như thế này và hai con tụ như vậy thôi anh em. Đó, ok chưa? Này cũng là 63 won 10.000 UF anh em. Đó, vỉ mạch thì cũng ok như vậy. Đó, này thì màu nâu nâu, kia màu đen. Rồi ok, bốn con này thì em bán giá cho anh em mình về. Có cần tụ thì hốt con này về nha anh em. Rồi lên mã này ha. Mã này thì là mã 40, 42 anh em. Đây, 42, để hai cặp này cho anh em với giá là 100k ha anh em ha. À dạ. Rồi ok cho anh em. Đó, 42, 100k đã đi qua. Tiếp tục là mã tiếp theo anh em. Rồi, mã tiếp theo của em là lên hai cái này anh em. Ủa, hai cái này là cái gì? Đó, hai cái này là cái gì ta? Giống như là cái còi xi nhan hay còi hú gì nè anh em. Đó, ok chưa? Thì như thế này anh em. Đó, DC thì là 12V, 12V 20W gì đó anh em. Đó, ok. Nè, ô có đèn luôn anh em. Đó, có đèn nha. Ok chưa? Đó, có đèn. Ở đây là cái chắc cái giắc 12 DC 12V hay gì đó anh em. Nè. Phải không ta? Hay là cái giắc cắm vô gì đó anh em. Đó, anh em nhìn và cảm nhận em thấy dường như cái này mới luôn cái gì đó anh em. Nè. Đó, ok chưa? Một con ha, còn rất là đẹp. Nè, con này cũng ok nè. Đó, con này thử coi có đèn không? Rồi con này không có đèn anh em. Đó, con này không có đèn. Có một con có đèn à, dây nhợ thì quá chừng luôn nè. Đó, dường như là mới luôn hả gì anh em. Rồi ok thì như thế ha. Để em đo đường kính cho anh em mình hình dung nè. Đó. Chiều này của nó thì là 11 anh em. Đó, cái mặt của nó thì là 10 nè. Ok chưa? Thì như thế đi anh em ơi. Đó, không biết đường đo rồi anh em ơi. Rồi lên hai cặp này anh em. Đó, lên hai cặp này cho anh em mình chế cháo làm gì làm. Mã này thì là mã 40. 40 43 anh em. Đó, 43. Để cặp này cho anh em với giá là la 150k đi anh em ơi. Đó, ok, hết biết nhiều bán thí anh em. Rồi ok chưa? 43, 150k đã đi qua. Tiếp tục là mã tiếp theo anh em. Đây, mã tiếp theo của em là cặp chép này. Đó, ok chưa anh em? Cặp chép như thế này, chép đơm bé bé xinh xinh, cái mặt thì rất là đẹp. Đó, màu trắng anh em. Phía sau thì như thế này, dây nhợ thì như vậy anh em. Đó, ok chưa? Nè, rất đẹp anh em. Rồi, đo đường kính ha. Con này thì là 7.5 anh em. Đó, 7.5, củ từ của nó thì là 3.5. Rồi, ok. Test nhà coi nó hát hò như thế nào đây. Đó, đi qua tụ anh em. À dạ.
Rồi con này nghẹt luôn em. Con này nó bị nghẹt luôn nha em. Thầy tiếp tục tới con này coi như thế nào. Rồi ok cho anh em. Đó con này thì hát rất là tốt nè. Để thử đây. À vậy là ở đây nó có con tụ nè. Đó ở đây nó có con tụ cản ở đây nè. Thử hẳn ở đây à. Đó ok cho anh em. Đó chỗ này nó có con tụ cản nè. Bởi vì đây mình qua tụ nữa nó nhỏ rồi anh em. Đó thẳng ở đây thì nó hơi to. Rồi con này hát rất là tốt. Con này thì nó hơi bị nghẹt nè. Để thử lại cái nữa coi anh em. Phải nghẹt không ta. Nè đây nó có tụ qua đây. Rồi nghẹt thiệt anh em ơi. Rồi như thế ha. Thì tình trạng nó hát có một con à. Còn con nghẹt bán giá yêu thương cho anh em. Mình về khắc phục lại luôn. Rồi mã này. Mã này thì là 44 nha anh em. Đó 44. Để cặp này cho anh em có giá là 50k thôi nha anh em. Bán giá bằng một con thôi. Rồi ok chưa. Cho anh em mình về khắc phục một con nữa nha anh em. Rồi 44 50k đã qua. Tiếp tục là mã tiếp theo nha anh em. Đây mã tiếp theo của em là lên hai cặp này. Đó hai cặp chép Cali nha anh em. California nha anh em. Ok của từ thì hơi xét nhẹ như vậy. Đó bên đây thì rất là đẹp nè anh em. Rồi một cặp ha. Đây cặp này cũng ok. Của từ thì chiếu chiếu như vậy nha anh em. Đó ok cho anh em. Mặt mặt thì đẹp can nha. Đó một cặp. Đây ok cho anh em. Đó như vậy có ok chưa ta. Rồi như vậy nha anh em. Đo đường kính. Con này thì là 7, 7 hơn xíu nha anh em. Tâm hai lỗ ốc của nó thì 9,5. Của từ của nó thì là 4 phân. Thì giống nhau em đo một con thôi ha anh em ha. Đây test nhạc cho anh em mình nghe con nó hát hò như thế nào. Đi qua tủ nha anh em. Rồi ok cho anh em. Đó rất chi là tốt. Một con. Đây tiếp tục tới con này. Sức luôn. Không ăn nè. Đó. Đó ok cho anh em. Đó rất chi là tốt nha. Đây tiếp tục. Rồi ok cho anh em. Đây tiếp tục nha. Rồi ok cho anh em. Đó thì nói chung á bốn con này thì có một con em thấy hát nó không được tốt gì mấy lên em. Đó nó hát thì nó hát cũng ok lắm đó, nhưng mà không được sáng gì mấy. Gọi lên giá yêu thương anh em. Mã này thì là mã 40. 45 anh em. Đây 45. Để hai cặp này cho anh em với giá là 200k anh em. Đó, ok chưa? Rồi chép của Cali anh em. Rồi 45, 200k đã đi qua. Tiếp tục là mã tiếp theo anh em. Mã tiếp theo của em là cặp chép này anh em. Đó, chép này thì chép 10 phân anh em. Ok chưa? Nó như thế này ha. Vuông vuông anh em. Đó ok, mặt mày thì rất là ok nè, chỉ bụi bặm thôi nhưng mà rất là đẹp nha anh em. Đó con này giống BMB nhưng mà không phải nha anh em, hàng này hàng gia đình thôi. Đó con này thì là 8,5 nha anh em. Tâm hai lóc của nó thì là 10, của từ của nó thì là 5,5 nha anh em. Rồi ok test nhạc coi nó hát hò như thế nào. Đó qua tụ nha anh em. Đó, giá. Quá là tốt rồi anh em ơi, nó hát sáng làm sao. Đây tiếp tục tới con này. À dạ. Rồi ok hết nhạc cho qua nghe anh em. Đó lên cặp này cho anh em mình thiếu chép 8 phân hay gì đó nè. Đo lại nghe anh em. Đó đây 8 phần hơn xíu. Rồi đó ok cho anh em. Lên mã này ha. Mã này thì là mã 40. 46 anh em. Đây 46. Để cặp này cho anh em với giá là 100k anh em. Đó hát rất là ok anh em. Rồi 46 100k đó đi qua. Tiếp tục là mã tiếp theo anh em. Đây mã tiếp theo của em là lên cặp này. Cặp này thì 10 phân anh em. Đó 10 phân của từ thì như vậy. À nó có số máy như thế này anh em. Đó GBA gì đây anh em. Đó
Ok chưa? Này cũng vậy. Nè mặt, đó mặt rất là bụi nghe em, rất là dơ. Nhưng mà hai hai cái chỗ này nó bị một cái vết nhẹ nè em. Đó hai con đều bị như nhau nghe em. Rồi như thế ha, đo đường kính. Con này thì là 10 phân nè. Củ từ nó là 5 phân. À, củ từ nhỏ của nó thì gần gần 6 nghe em. Rồi ok, test nhạc của nó hát hò như thế nào đây. Đó, đi qua tủ nghe em. Đây giá. Ok cho anh em. Đó, tiếng rất là trong anh em. Đây tiếp tục. Rồi, khá là đỉnh anh em. Đó, cặp này rất tốt. Rồi lên giá nha. Từ thì từ đôi. Đó, mã này thì là mã 40. 47 anh em. Đó, 47 để cặp này cho anh em với giá là 100. 50k nghe em. À dạ. Đó, rồi ok cho anh em. 47 150k đã đi qua. Tiếp tục là mã tiếp theo nghe em. Mã tiếp theo của em là lên cặp này nghe em. Đó, cặp này của con sáp nè, rất chơi là đẹp nghe em. Gân thì gân thun ha. Màng xanh xanh, mũi cũng đẹp. Mũi cũng đẹp, râu cũng đẹp, gân đẹp, màng đẹp, cuôn đẹp, từ đẹp, đẹp tất tần tật nghe em. Nè, con này của con sáp ha. Rồi ok chưa? Đó, rất là đẹp nghe em. Từ thì từ đôi luôn. Một con. Nè, con này cũng vậy. Đó, ok cho anh em. Đẹp can nha. Đó, cua thì sạch sẽ đẹp đẽ, từ thì như thế này. Rồi như thế ha, đo đường kính nha em. Đó, gân thì gân thun hết em ha. Con này 8 phân thôi. Tam hai lóc của nó thì là 10 đến 5. Của từ nó thì từ đôi nè, từ nhỏ thì 5,5, từ lớn thì là 6 nha em. Rồi, ok. Test nhạc của nó hát hò như thế nào đây. Đó. Đi qua tủ luôn anh em. Rồi, quá tốt anh em. Đó, quá tốt luôn. Tiếp tục tới con này. Rồi ok cho em. Đó nó hát như vậy có ok cho ta. Rồi lên mã nha anh em. Đó cặp này của sáp xịn sò. Rồi mã này thì là mã 40. 48 nha anh em. Đây 48. Để cặp này cho anh em với giá là 200k nha anh em. Đó hát rất là tốt anh em ha. Rồi ok chưa. Rồi 48 200k đã đi qua. Tiếp tục là mã tiếp theo nha anh em. Đây mã tiếp theo của em là lo chung nha anh em. Đó lên cặp lo chung như thế này. Ok chưa. Đây. Đó mặt thì như vậy nghe em. Đó rất là ok, không cọ đâu nghe em. Một con nè, từ thì dày, côn thì dày, ủa đâu có côn, từ thì dày, khung thì dày nghe em. Đó mặt thì dày rất là đẹp nghe em. Rồi đo đường kính nghe em. Con này thì là 14 năm nè. Ủa lộn, con này 14 thôi em, 14 thôi nha. Đó của từ thì là 7 phân. Rồi ok test nhạc. Đó đi qua tủ luôn nghe em nè. Quá ok, một con hát rất là thánh thót nha anh em. Đây tiếp tục tới con này. À cái con này nó để em bắt nhỏ xíu đi thẳng coi nó như thế nào nha anh em. Đi thẳng rồi. Con này nó hơi bị ngạt ngạt hơn rồi anh em. Đó lên cặp này cho anh em mình giá thương cho anh em mình. Về tậu là một con nha anh em. Đó khắc phục là một con nha. Rồi mã này 49 nha anh em. Đó 49. Đây để cặp này cho anh em với giá là 100k nha anh em. Rồi ok chưa. 49 100k đã đi qua. Tiếp tục là mã tiếp theo nha anh em. Đây mã tiếp theo của em là lên cặp này. Đó cặp lo như thế này nha anh em.
có cái họng như vậy, ok chưa? Lo bên trong thì rất là ok nên em. Gân thì gân bằng vải nha, dây nhợ cũng yêu thương. Con này thì 8 ohm 10 watt nha em. Đó, 8 ohm 10 watt, ok chưa? Nè. Đó, gắt chi là ok nha. Đó, đo đường kính đi. Chiều này của nó thì là 20 nha em. Đó, chiều ngang của nó thì là 19 nha em. Đó, thì như thế ha. Rồi, test nhạc của nó hát hò như thế nào đây? Ok, đi thẳng luôn anh em. Đó, đi thẳng luôn. Không qua tụ luôn. Rồi ok cho anh em, hát rất tốt nhưng mà em thấy điểm rồi nè anh em. Nè. Chỗ này là nó hơi bị con gì nhầm xíu rồi nè anh em. Đó, một ít thôi nha. Mới thấy luôn anh em. Đây tiếp tục tới con này. Rồi ok, hát quá tốt anh em. Đó, lên giá yêu thương cho anh em mình có tậu được. Con này thì tậu nè. Rồi mã này thì là mã 50 nha anh em. Đó, 50 để cạch này cho anh em với giá là 100k nha anh em. Đó, ok chưa? Rồi 50, 100k đã đi qua. Tiếp tục là mã tiếp theo nha anh em. Rồi, mã tiếp theo của em là lên cặp này nha anh em. Đó, cặp lo như thế này. Đó, cái gân của nó thì gân bằng vải nè anh em. Nhưng mà nó có khí khía nó bị gì ta? Nó bị cứng cái gì đó anh em ơi. Nè, cái cuôn thì rất là độc lạ nha. Cuôn rất là cao, khung thì khung mũ nha anh em. Con này cuốn ngay qua ha. Rồi ok cho anh em. Con này cuốn ngay qua từ bóng ngựa gì nè anh em. Đó, ok chưa? Cuôn rất là cao ha. Đó. Rồi con này cũng vậy, mặt mày thì rất chi là đẹp nhưng mà có cái gân nó hơi bị cấn cấn nha anh em. Đó, ok chưa? Cuôn thì như vậy. Đó. Rồi, đo đường kính nha anh em. Đó, đo đường kính cặp này coi. Nó khung thì khung nhựa nha anh em. À, con này thì là 15, tâm hai lớp của nó thì là 17 nè. Củ từ của nó từ nhỏ của nó thì là 7 phân, từ lớn của nó thì là 8 phân anh em. Đó, ok chưa? Rồi, test nhạc anh em. Đó, test nhạc coi nó hát hò như thế nào đây. Đi thẳng luôn anh em. Đó, chéo que cuộc tình rồi nè. cầu quên nha anh em. Rồi, ok cho anh em, hát rất là tốt nha. Đó, hát rất chi là tốt. Đây, tiếp tục. Rồi, quá ok nha anh em. Đó, hát rất là ok. Rồi, lên cặp này nha anh em. Đó, lên cặp này cho anh em mình. Có tạo được thì tạo, mã này thì là mã 50. 51 nha anh em. Đó, 51 để cặp này cho anh em với giá là 250k nha anh em. Đó, ok chưa? Mấy cái cặp này thường thường em lên là 350 hoặc là 300. Đó, nhưng mà hôm nay cái gân nó hơi bị cấn cấn như vậy. Bớt giá cho anh em mình 250 thôi, cho anh em mình về có khắc phục được thì khắc phục. Hoặc em thấy để như vậy hát cũng ok nha anh em, không vấn đề gì nha. Rồi, mã 51, 250k đã đi qua. Tiếp tục là mã tiếp theo nha anh em. Rồi mã tiếp theo của em là lên hai cái khoang này nha anh em. Đó, em có hai cái khoang như thế này, bé bé xinh xinh thôi nè. Đó, nhỏ nhỏ như vậy thôi nha anh em. Con này thì hiệu nó gì nè anh em, hiệu gì không biết luôn. Đây đó, 230 watt. Rồi ok, điện thế thì 220. Đó, như thế nha anh em, không mờ ha. Rồi như thế nha anh em, một con nè. Còn con này thì trong cái vỏ như vậy đó, rất là dơ, rất là bụi nha anh em. Nè, đó, ok chưa, y xì có khác gì đâu anh em. Rồi, ok, để em test thử coi nó có hoạt động không anh em. Đó, coi nó hoạt động như thế nào. Dây nhợ thì nó chưa có mở ra luôn nè anh em. Đó, rồi, game điện anh em. Điện thế thì 220 ha. Đó, ok chưa. Nè. Ok chưa anh em. Hoạt động ok, một con nè anh em. Đó, một con. Tiếp tục thêm con nữa nha anh em. Đây, thêm một con nữa. Để em mở dây ra nha anh em. Đó. Ok.
Đó, ok chưa anh em? Rồi, hoạt động ok ha. Rồi em lên giá cho anh em. Đó. Lên giá cái này cho anh em mình có tạo được thì tạo nè. Đó, 230W thôi anh em. Rồi, lên mã này ha. Mã này thì 52 nha anh em. Đây mã này nè, mã 52 nè. Em bán một con thì 200.000 nha anh em. Đó, một con thì 200k. Anh em mình lấy hai con thì em bớt cho anh em mình 50k. Rồi ok cho anh em. Rồi 52, 200k đã đi qua. Tiếp tục là mã tiếp theo nha anh em. Đây mã tiếp theo của em là lên cặp bát 20 như vậy nha anh em. Đó, cặp này thì đã là cô lô da 10W gì nè anh em. Đó, tình trạng thì anh em mình về làm lo trả lời thôi ha. Cua thì sạch sẽ đẹp đẽ. Mặt ai da, mặt thì rất là đẹp nha anh em, nhưng mà chỗ này nó hơi bị thủng một xíu nè anh em. Đó, ok chưa? Gân thì nhô lên. Đó, con này cũng vậy. Ok, côn thì sạch sẽ đẹp đẽ nha anh em. Đó, từ thì bé bé xinh xinh thôi, khung cũng đẹp nè, con này còn đẹp nha anh em. Không cọ đâu ha. Đó, còn đẹp nha anh em. Rồi ok, có con này thủng xíu rồi anh em mình về khắc phục lại nha. Rồi, con này thì là 21 năm nha anh em. Đó, 21 năm của từ nó thì 8 phân thôi. Rồi, ok, test nhạc coi nó hát hò như thế nào đây. Đi thẳng nha anh em. À. Dây đầu đi anh em nè. Đó, sức dây luôn anh em, mình về câu lại luôn anh em ơi. Nè, thử coi. Rồi, ok cho anh em, hát rất là tốt ha. Rồi, như vậy nha anh em. Đây, một con này nữa. Vô coi. Rồi, quá chi là tốt anh em. Đó, lên giá cặp này cho anh em mình. Giá yêu thương cho anh em mình, có tạo được thì tạo nè. Hát rất là ok nha anh em. Rồi, mã này 53 nha anh em. Đó, 53 để cặp này cho anh em với giá là 100k thôi nha anh em. Đó, 100k thôi. Rồi, ok cho anh em. 53, 100k đã đi qua. Tiếp tục là mã tiếp theo nha anh em. Xếp vào đi. Đó, tiếp tục là lên cặp bát 20 nữa nha anh em. Đó, cặp bát 20 như thế này. Ok chưa? Đó, côn từ thì bé bé xinh xinh thôi nè, côn sạch sẽ đẹp đẽ nha anh em. Mặt đó, mặt rất chi là đẹp, đẹp can nha. Rồi một con đó, rồi con này côn đó, ok cho anh em. Hơi mờ nha anh em. Đó, ok chưa nè, mặt đó, con này thì nói chung là nó đẹp rồi, ok cho anh em, nhưng mà từ nó thì hơi bé bé đó, từ nó thì anh em mình để làm lo cho lời. Rồi đo đường kính nha anh em, con này thì là 21. Đó, 21 của từ nó 8 phân thôi anh em. Rồi, ok, test nhạc của nó hát hò như thế nào đây. Mặt rất chi là đẹp nha anh em. Rồi, ok cho anh em. Đó, hát rất là ok. Đây, tiếp tục. Rồi, hết nhạc cho qua nha anh em. Đó, hát rất là tốt. Rồi, ok, lên giá cặp này yêu thương cho anh em mình tạo về làm lo trả lời nè. Rồi, mã này thì là 54 nha anh em. Đó, 54 để cặp này cho anh em với giá là 150k nha anh em. Đó, ok chưa? Rồi, 54, 150k đã đi qua. Tiếp tục ra mã tiếp theo nha anh em. Đó, mã tiếp theo của em là lên cặp này. Cặp này là bát 25 nha anh em. Đó, bát 25 như vậy. Ok chưa? Nè, của từ thiện vậy nha anh em. Đó, ok ha. Cuôn sạch sẽ đẹp đẽ, mặt đó, mặt rất chi là đẹp, không cọ đâu anh em. Chỗ này thì hơi xét nhẹ, không vấn đề gì ha. Cái màn đó thì hơi hơi xám xám nha anh em. Ok chưa? Ủa, cái khung nó hơi xám xám nè. Cuôn sạch sẽ đẹp đẽ đó, màn mũi đẹp, chỉ hơi bụi thôi anh em mình về vệ sinh thêm nha anh em. Rồi đo đường kính anh em, đo đường kính con này, con này thì là 25 năm ha, 25 năm của từ 10 phân hơn hơn xíu anh em ơi. Rồi ok, test nhạc coi nó hát hò như thế nào đây. Rồi ok cho anh em. Đó, rất là tốt nha anh em. Rất chi là tốt luôn. Đây tiếp tục.
Rồi, quá ok nha anh em. Đó, quá là ok luôn. Mặt đẹp hát hay. Rồi, lên giá cho anh em mình thiếu bát 25 thì hốt về. Má này thì là má 50. 55 nha anh em. Đó, 55 để cặp này cho anh em với giá là 250k nha anh em. Đó, ok cho anh em. Rồi, 55, 250k đã đi qua. Tiếp tục là mã tiếp theo nha anh em. Đây, mã tiếp theo của em là lên cặp này. Đó, cặp này nha anh em. Cặp này cũng là bát 25 nhưng mà từ hơi to nha anh em. Đó, từ hơi to ha. Cool. Cool thì như vậy nha anh em. Đó, em thấy có sự keo keo rồi đó. Mặt thì như vậy. Đó, mặt thì như vậy không cọ đâu anh em. Đó, không cọ. Ok chưa? Nè. Ây da, cái mặt hơi xấu nha anh em. Đó, cái mặt hơi xấu. Hơi dơ, hơi bụi gì nè anh em. Rồi đó, đường kính nha anh em. Con này á thì là 25 năm nha anh em. Đó, 25 năm của từ của nó. À, củ từ của nó 13 luôn nè. Đó, củ từ 13 luôn nha. Rồi, ok. Tết nhà có nó hát hò như thế nào đây. Đó. Hết nhạc coi nhạc mới nè. Cho chị xíu nhạc đó cậu cưng. Đây, 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 điện thoại nè. Đó, được, được. Rồi ok cho anh em. Đó, hát rất chi là ok nha. Đây tiếp tục. Rồi ok cho anh em. Đó, nó hát như vậy có ok chưa? Chỉ có mặt là hơi xấu, hơn xấu hơn nha em. Nhưng mà của từ nó rất là to ha. Rồi lên giá yêu thương cho anh em mình về dọn cái mặt em ấy là đẹp nè. Rồi mã này thì là mã 50, 56 nha anh em. Đó, để cặp này cho anh em với giá là 250k thôi anh em. Đó, giá rất chi là yêu thương nha anh em. Rồi 56, 250k đã đi qua. Tiếp tục là mã tiếp theo nha anh em. Đó, xếp vào lên mấy cái cặp bát 40 như vậy anh em. Đó thì có khá nhiều anh em mình hỏi bát 40, hôm nay tạo hai cặp luôn cho anh em mình tha hồ lựa chọn anh em. Nè, em cho cây cao xíu, cho máy cao xíu anh em. Đó, cặp bát 40 như vậy. À, bên đây nó có dán miếng gì nè, nhưng mà đây mất tiêu anh em. Đó, cái này nó có bảo vệ là đừng cho thằng lằn vô đẻ hoặc là bụi bặm rớt vô anh em. Đây. Côn. Đó, côn thì sạch sẽ đẹp đẽ anh em. Đó, côn thì rất là đẹp nè, mặt. Đó, mặt đẹp chưa anh em? Không cọ đâu anh em. Đó, mặt rất chi là đẹp luôn. Đó, con này thì nó đẩy là gì 8 ohm 400W hả ta? Đó, ok chưa? Khung cũng đẹp nữa anh em. Nè, côn. Đó, côn cũng đẹp. Mặt cũng đẹp luôn em. Đó, đẹp tất tần tật anh em. Đó, rồi đo đường kính ha. Đo đường kính cho anh em mình hình dung nè. Con này á thì là 38 năm nha anh em. Đó. Ây da, cụ từ. Ây da. Đó, hơi to khó di chuyển. Gần gần 15 nha anh em. Đó, 14 năm anh em ơi. Rồi, ok chưa? Đó, cụ từ nó thì 14 năm. Tết nhà con hát hò như thế nào đây? Rất là tốt nha anh em. Đây, tiếp tục. Đâu rồi? Rồi, không có dây luôn bây giờ. Đây có nha anh em. Đó, có dây nha. Là tốt nha anh em. Rồi lên giá cặp này. Lên giá cặp này cho anh em mình có thiếu 40 thì tậu con này về hát rất là đỉnh, mặt rất là đẹp, mua về gáp vô là hát khỏi cần vệ sinh gì nữa anh em. Rồi mã này thì là mã 50. 57 nha anh em. Đó, 57 để cặp này cho anh em với giá là 400k nha anh em. Đó, ok chưa? Rồi 57, 400k đã đi qua. Tiếp tục là mã tiếp theo nha anh em. Rồi mã tiếp theo của em lại lên cặp bát này nha anh em. Đó, cặp bát khung nhôm nha anh em. Nè, bát này là bát 40 khung nhôm. Đây nó để đây nè. 4 tay là 4 tắc phải không anh em?
đó 15S4N gì nè, 140 gì anh em. Đó như thế này. À, ở đây thì nó mắc hơn giác, người ta rút dây như vậy anh em. Đó mắc hơn cái giác âm rồi anh em ơi. Đó anh em mình dày kín vô và gáp vô anh em. Đó khung thì khung nhôm, màng thì tím tím như vậy. Đó. Ok mặt. Đó mặt cũng ok anh em. Nè không có đâu anh em. Đó mặt cũng ok ha. Con này cũng vậy. À con này nó để là gì? Tender hả? Gender hả? Ok cho anh em. Nè. Đó từ thì dày, khung thì khung nhôm, màng thì như vậy, côn thì côn zin. Ủa phải không ta? Phải côn zin không anh em? Đó. Đó anh em nhìn và cảm nhận nghe, em không có gành đâu. Đó thì em soi kỹ cho anh em mình xem. Rồi mặt thì như thế này. Đó để coi cái côn bên đây coi như thế nào ta. À em thấy có hai sự keo khác nhau đó nghe anh em. Đó keo bên kia màu vàng vàng, con này thì màu ngà ngà. Đó nhưng mà tình trạng cái mặt thì rất là đẹp nè. À, khung nhôm rồi ok chỉ vậy thôi, còn zin không zin thì anh em mình nhìn và cảm nhận nha, đo đường kính. Con này thì là 38 năm nghe anh em. Đây dạ, nặng ai dạ. 38 năm, của từ thì là 14 năm. Y xì con nãy có khác gì đâu anh em, nhưng mà khác cái là con này khung nhôm hết anh em ha. Rồi, test nhạc coi nó hát hò như thế nào đây. Đó, kẹp vô đây đi. À, hay là kẹp vô đây ta. Nè, kẹp vô đây đi, con bên kia thì cầm vô nè. Đó, ok cho anh em. Rồi, quá ok. Nó hát rất tốt. Đây, tiếp tục tới con này. À, con này cũng mắc. Con này mắc hai giác luôn em. Đó, rồi con này mắc hai giác luôn. Anh em mình về kiếm giác vô nghe anh em. Rồi hết nhạc, lên nhạc mới nè. Ủa vụt hoài ta. Rồi ok cho anh em. Đó nó hát như vậy có ok cho ta. Rồi ai da nặng quá. Lên giá cặp này nghe anh em. Đó lên giá cặp này cho anh em mình có tậu được thì tậu nè. Khung nhôm xịn sò. Rồi lên mã này nghe anh em. Đó mã này thì là mã 58 nghe anh em. Đây 58. Để cặp này cho anh em với giá là lên giá nhiêu và ta. Đó lên giá cho anh em mình với giá là 700k anh em ơi. Rồi ok chưa? Đó 58 700k đã đi qua. Tiếp tục là mã tiếp theo nghe anh em. Rồi mã tiếp theo của em lại lên này nghe anh em. Đó lên cái cặp loa của Sony 710S như vậy nghe anh em. Bên trong thì có loa như thế này luôn. Đó tình trạng mặt mày thì rất là ok như bụi bặm nghe anh em. Đó bụi bặm làm sao dây nhờ thì như vậy. Đó con này thì tình trạng đó là em thử nó không có hát rồi anh em ơi, nhưng mà không biết có dây bên trong có đứt có bọng gì không biết, nhưng mà em bán bằng cái xác anh em. Đó em không có gã ra đâu, thử ở ngoài nó không hát thì thôi anh em mình về kiểm tra lại giùm em ha. Đó rồi thì bán như cái giá xác đó nha, hên xui cho anh em mình. Đó thì như vậy, bên trong thì có cái lo như vậy luôn. Đó mặt mày rất là ok, chỗ này thì hơi mẻ xíu nè anh em. Đó hơi mớp xíu nha, không vấn đề gì. Đó còn như thì rất là liền lạc anh em. Rồi cái này thì là cặp lo của Sony 710S anh em, nhưng mà tình trạng nó không có hoạt động rồi anh em. Bán thì bán bằng cái vỏ thôi anh em. Đó bán giá bằng cái vỏ thôi rồi anh em mình về kiểm tra, ví dụ như cái bát nó còn sống thì coi như là chờ cho anh em, còn như chết thì coi như chờ chơi đi, mình tháo ra mình nghiên cứu rồi này kia anh em. Rồi má này. Đó, mã này thì mã 50. 59 nha anh em. Đó, 59 để cặp này cho anh em với giá là 100k nha anh em. Rồi ok cho anh em, 59 100k đã đi qua. Tiếp tục là mã tiếp theo nha anh em. Mã tiếp theo của em là lên này nha anh em. Đó, lên cặp loa heo như vậy. Ok chưa? Đó, còn liền lạc rất là ok, rất là đẹp. Loa bên trong cũng đẹp nữa nè anh em. Đó, đẹp nha, chỉ có bụi bặm thôi. À, ở đây nó có cái tem chống hàng thật. Ủa lộn, tem chống hàng giả nha anh em. Đó, tem chống hàng giả nha. Ok chưa? Đó. Còn đầy đủ như vậy nghe anh em. Nè, bụi bặm rất là bụi bặm ha. Đó, ok cho anh em. Ở đây nó có dán cái gì nữa ta? À, cái miếng keo anh em. Đó, như vậy nghe anh em. Đây cũng có cái tem nữa nè. Đó, nhưng mà con này nó rung rơ rồi nè. Nó có cái giác nó rung rơ anh em, mình về khắc phục lại nghe. Đó, rồi ok. Test nhạc thử coi nó hát hò như thế nào đây. Đó, em test thử cái con rung rơ này coi nó hát không. Ok nghe anh em. Đó. Ây da. Rồi nó sắp sức ra luôn rồi đó anh em. Hey, hát anh em bắt lớn rồi đó, ok cho anh em.
là tốt nè anh em. Đó, hát rất là ok, nhưng mà cái giắc này nó sắp sức ra nghe anh em. Đó, sắp sức rồi. Rồi tiếp tục, con này thì cái giắc này còn ok nè. Đó. Ủa? Rồi hát hò gì đâu. Sao im ghe rồi ta? Đó. Rồi im ghe thì bán theo giá im ghe luôn anh em. Đó, không có mở ra kiểm tra đâu anh em, mình về mở ra kiểm tra đi. Rồi ok, lên cặp này giá yêu thương cho anh em, mình về khắc phục nè. Đó, hát một con thôi, còn con kia thì nó không có hát hò vậy anh em. Rồi mã này thì là mã 50. À, mã này thì mã 60 anh em. Đó, 60 để cặp này cho anh em với giá là 100k anh em. Rồi ok chưa? 60 100k đã đi qua. Tiếp tục ra mã tiếp theo anh em. Mã tiếp theo của em là lên cái đầu đĩa như vậy anh em. Đó, đầu đĩa này để là Dory anh em. Đó, chưa bóc siêu luôn. Nhưng mà mất tiêu cái thùng ngoài anh em, nó còn chỉ vậy thôi. Đó, ok chưa nè. Đó, rất là bụi bặm anh em. Phía sau thì như vậy. Đó. Rồi như vậy anh em, tình trạng thì bán giá không thử anh em. Đó, bán giá không thử cho anh em mình về nghiên cứu sao nè. Đây là để karaoke vậy nè, nút nái thì còn đầy đủ, nói chung là đẹp anh em. Đó, đẹp nhưng mà nó không có còn cái thùng nữa thì em bán giá yêu thương cho anh em mình về chân hay hoặc là chế cháo hay là nghiên cứu làm gì làm anh em. Rồi mã này thì là 61 anh em. Đó, 61 để con này cho anh em với giá là 100k thôi anh em. Đó, ok chưa? Rồi 61, 100k đã đi qua. Tiếp tục là mã tiếp theo anh em. Đây, mã tiếp theo của em lại lên con này. Đó. Con này thì hiệu của nó là hiệu là Ruby anh em. Đó, Ruby thì hôm qua em đó bán một lô rồi trong thùng. Nhưng mà bán hết trơn anh em. Đó. Còn mấy cái ở ngoài này là trên cái xe nè. Đó, em soạn lại cái nào được đẹp đẹp thì bán cho anh em mình. Đó, giá của nó là để chị giá ở đây 1.250.000 anh em. Đó, ok chưa anh em? Nhưng mà em bán cho anh em mình giá chỉ có chút xíu vậy nè anh em. Đó. Chút xíu là anh em mình hiểu nha, giá ve chai đó anh em. Rồi dây nhợ thì xích ra ngoài như vậy. Đó, giắc bọng thì như vậy nha anh em. Đó, con này tình trạng thì em đã thử rồi cho anh em mình nha. Đó, có nguồn nhưng mà tất cả cái khác thì em không biết đâu nha anh em. Đó, thử thì có lên nguồn thôi. Nè, cái này cái giấy gì nè anh em. Đó, công ty gì gì đó anh em. Đó. Ok chưa? Đó, tình trạng thì mặt mày rất là đẹp. Con này thì có nguồn anh em. Đó, có nguồn nhưng mà không có biết chỉnh gì nữa đâu, chỉ có nguồn thôi. Vậy thôi. Đó, lên cái này cho anh em mình, giá yêu thương, giá ve chai cho anh em mình tậu về nè. Mã này thì là mã 60, 62 anh em. Đó, để con này cho anh em với giá là 150k anh em. Đó, ok chưa anh em? Rồi 62, 150k đã đi qua. Tiếp tục ra mã tiếp theo anh em. Đây, mã tiếp theo của em là lên con này. Đó, em cho cái máy cao xíu đi nè. Ok chưa anh em? Đó, con này thì của Nanomax trong cái thùng như vậy luôn. Ok chưa anh em? Đó, rồi vỡ ra thử coi như thế nào. Đó, thì bên trong nó như vậy thôi anh em. Đó, như vậy thôi, không có đầu mốt, không có đĩa, không có sách gì hết trơn anh em. Đó, chỉ có như thế thôi. Nè, ok chưa? Đẹp can nha. Nè, cái mặt chưa bóc siêu luôn anh em. Đó, chưa bóc siêu luôn. Rồi ok chưa anh em? Nè, đó. Đẹp can xà beng anh em. Rồi chỉ như thế thôi. Đó, sơn tùng. Hiệu của nó là sơn tùng ba ra mắt vậy đó anh em. Rồi lên giá cái con này. Con này không có đầu mốt, không có sách hướng dẫn, không có đĩa gì hết trơn. Chỉ có cái đầu và cái thùng này thôi. Rồi lên mã này nha. Mã này là 60, 63 nha anh em. Đó, để con này cho anh em với giá là 150k nha anh em. Đó, giá rất chi liệu thương. Con này còn đẹp keng. Rồi, chưa bóc siêu cái mặt luôn nha anh em. Rồi 63, 150k đã đi qua. Tiếp tục ra mã tiếp theo nha anh em. Rồi mã tiếp theo của em là lên cặp vỏ thùng này anh em. Đó, cặp vỏ thùng này hiệu của nó là đời nông anh em. Nè, ai căng thì đầy đủ, rất là dơ, rất là bụi bặm, em chưa vệ sinh anh em. Đó, cái da nó thì chóc chóc như vậy anh em, mình về vệ sinh nữa là ok anh em. Đó, phía bên hông nè. Đó, phía sau. À, bên hông ở đây anh em. Đó. Rồi phía sau liền lạc anh em. Đó, liền lạc lắm anh em. Ok chưa? Dắt chăm lo thì còn cho anh em mình luôn. Nè, người ta xài kỹ anh em, ta dán cái băng keo trắng nè. Anh em mình về lột ra anh em. Đó, dán băng keo trắng đừng cho nó rì rè anh em. Đây nữa nè. Đó, người ta dán cái băng keo là đừng cho nó rì, nó chảy xước gì đó anh em. Nè, anh em mình về lột ra là đẹp lắm anh em. Đó, ok chưa? Em chưa có lột nha. Đó, nó nhìn nó bằng bằng, nó dơ dơ anh em. Rồi ok, mở cái căn cho anh em mình xem bên trong. Đây. Bên trong thì như thế này anh em. Đó. À, tiêu âm thì đây có một ít nè. Đó, có sao để vậy nha anh em. Con này thì ba đường tiếng, một bass, một chung, một chép. Đây, đời nông USC 505 nha anh em. Đó, như thế ha. Con bên đây coi. Đó thì cũng vậy nha anh em. Ok, hai con thì giống nhau ha. Hai căn thì còn rất là ok nè. Rồi đo đường kính giùm chị đi cưng. Đó, đo đường kính cái thùng này nha anh em. Thùng này chiều sâu của nó thì là 20 hơn xíu anh em.
Đó, chiều ngang của nó thì là 16 26 năm. Chiều đứng của nó thì là 47 nha anh em. Đó, con bát của nó. Con bát của nó thì 20 nha anh em. Đó, con chung của nó thì là 7 phân, con chép của nó cũng 7 phân anh em. Rồi ok cho anh em. Đó, chung 7 phân, chép 7 phân, bát 20. Rồi ok lên giá nha anh em. Đó, lên giá cặp này cho anh em mình có hốt được thì hốt nè. Rồi mã này thì là mã 64 nha anh em. Đó, 64. Để cặp này cho anh em có giá là 200k nha anh em. Đó, ok chưa? Rồi 64 200k đã đi qua, tiếp tục là mã tiếp theo nha anh em. Rồi mã tiếp theo của em lại tiếp tục lên cặp vỏ thùng này nha anh em. Đó, cặp vỏ thùng này hiểu là để hiểu là BM nha anh em. Ê, căng thì bên đây nè là bằng sắt nè, còn bên đây thì bằng nhựa, nhưng mà nó có một hai thanh nó bị rẫy nha anh em. Nè, dưới này cũng vậy. Đó, nhưng mà nó còn rất là chắc chắn, nhưng mà một hai thanh nó gãy nha. Nè, cái lưới này rất là ok. Bên trong á thì em thấy có phân tầng nha anh em. Đó, ủa anh em mình thấy không ta? Chứ không thấy đâu ha. Đó, nó có phân tầng thôi anh em. Nó có tụ cản và con sứ thôi chứ nó không có cuộn cảm nha anh em. Thì như thế ha. Nè, con này thì có ốc móng keo nha anh em. Nè, cái con ốc này nè anh em. Đó thì do mà kéo tới kéo lui thì nó bị chạy xước sơ sơ nha anh em. Rồi, xung quanh anh em. Đó. Ok chưa? Con này thì có ốc móng keo nha anh em. Đó, bên đây thì cũng ok. Nè, phía sau. Đó, tem mạc của nó là BM gì đó anh em. Đó, giác cam lo thì còn cái này mà luôn. Nè, góc cạnh thì còn rất là ok. Đây thì để chữ R. Đó thì L nha anh em. Rồi ok, tình trạng thì rất là dơ, nhưng mà nó hơi bị chạy xước xíu à, không vấn đề gì nha anh em. Rồi, đo đường kính giùm chị đi cưng. Đó, đo đường kính cái thùng này cho anh em mình ha. Rồi, con này á, chiều sâu của nó thì là 30 nha anh em. Đó, chiều sâu 30, chiều ngang của nó 51. Rồi, chiều đứng của nó. Chiều đứng của nó thì là 30 nha anh em. Con bát. Con bát của nó thì là 25 ha anh em ha. Đó, con bát 25. Hai con chép 10 phân anh em ơi. Đó, hai con chép 10 phân phải không ta? Không, một con nè, một con này 8 phân thôi anh em. Nè, con này 10 phân. Đó. Con trên này là 10 phân, con dưới 8 phân, con bát 25. Rồi ok, có phân tầng bên trong mà không có cuộn cảm nha anh em. Phân tầng của nó là mấy con tụ với mấy con sứ thôi. Rồi ok, lên cặp này nha anh em. Đó, mã này thì là mã 60, 65 nha anh em. Để cặp này cho anh em với giá là 200k thôi anh em. Đó, ok chưa? Rồi 65 200k đã đi qua, tiếp tục là mã tiếp theo nha anh em. Rồi mã tiếp theo của em là lên cặp vỏ thùng trà bá bự như thế này nha anh em. Đó, cặp này thì là bát 40. Đó, bát 40 thùng vỏ rỉ nha anh em. Đó, rất là dơ. Nè, rất là bụi bặm dơ nha anh em. Đó, chỉ dơ bụi bặm thôi, trừ mối trừ nở nha anh em. Đó, mối nở thì em quăng hết rồi không xài được nha anh em. Đó, dơ anh em mình về vệ sinh nữa là ok. Lấy cái bàn chải chà chân đó anh em. Đó, anh em mình chà một phát là nó sạch bon nha anh em. Đó, con này á thì là hổng đại nha anh em. Đó, chép hổng kèn, hổng đại. Nè, cái củ chép bên trong nè, rất là to nha anh em. Đó. Ai căng thì còn đầy đủ cho anh em mình luôn. Đó. Ai căng thì còn rất là đẹp nha anh em. Đó, rất chi là đẹp ha. Rồi như thế nha anh em. Quay xung quanh cho anh em mình xem. Đó, con này thì rất là to nha anh em. Đó, kiểu máng nó như là có máng heo anh em. Ở trước nè thì nó to, ở sau thì túm lại nha anh em. Đó, như vậy nha. Quay nè. Ok cho anh em. Góc cạnh nè. Đó, mấy cái đồ bảo vệ góc cũng ok nha anh em. Đây, cái giác cảm lo của nó nè. À, nó để là JBL luôn em. Đó, giác cảm lo của nó gì? Ok chưa? À, chỗ này bị sứt miếng rồi. Bị mèo quào hay là chuột cạp vậy đó anh em. Rồi ok cho anh em, bên đây dắt trong lo cũng còn cho anh em mình luôn. Nè, mấy cái quay cũng uy tín nha anh em. Đó, nói chung cặp vỏ thùng này còn rất là đẹp. Anh em nào có mua cái cặp vỏ thùng này thì em đi hai đơn nha anh em. Đó, tại vì nó to nó nặng lắm anh em. Đó, anh em nào ở tỉnh thì mình mua có đường xe gửi thì nó đỡ phí được xíu nha anh em. Rồi ra đường kính như vậy đi cưng. Con này khá to khá nặng nha anh em. Đó, đường kính con này chiều sâu của nó là 43 nha anh em. Đó, chiều sâu 43. Chiều ngang ở trước mặt nó thì là 51 nha anh em. Đó. Rồi phía sau thì là nó 33 thôi anh em. Rồi. Chiều đứng. Chiều đứng của nó thì là 80 nha anh em. Đó, rồi con bát cưng. Chiều đứng của nó là 80. Đây con bát của nó, con bát của nó nằm tầm 38 nha anh em. Đó, con bát 38, chép, không kèn, không đại nha anh em. Đó, không đại này của nó là 41 chiều ngang nè. Đó, chiều đứng của nó thì là 27 anh em. Rồi như thế đo rất là kỹ anh em. Anh em nào có mua thì em đi hai đơn anh em. Vỏ này rất là nặng, rất là cao. Rồi lên giá anh em. Đâu có tiền viết rồi. Lên giá cặp này ha. Đó. Mã này thì là mã 60, 66 anh em. Đó, để cặp này cho anh em với giá là 400k thôi anh em. Đó, thường thường em bán mấy cặp này là 500k anh em. Đó, nhưng mà nó to nó nặng thì em hỗ trợ tiền ship cho anh em mình 100k là bán 400k thôi anh em. Đó, rồi ok cho anh em. Đó, mã 66 400k.
cũng là mã cuối cùng luôn anh em. Đó thì tất cả sản phẩm ưu tiên cho anh em mình chuyển khoản anh em. Đó chuyển khoản em ở ngân hàng anh em. Rồi không nói dài dòng nữa. Anh em nào thấy hay thì cho em một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh ủng hộ mình ha. Xin chào tạm biệt. Bye bye.